Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tiếp tục kiệt lại được nhận rất là nhiều chiếc xe Ford Raider mới. Thì trên những chiếc xe này có làm những dịch vụ gì? Thì em mời mọi người cùng đi với em tham quan một ngày làm việc ở Bro, xem những chiếc xe Everest này có làm gì nha mọi người. Đầu tiên, sau lưng em đây là một chiếc Ford Everest Sport màu xanh mọi người. Chiếc xe này em sẽ quay một clip riêng cho mọi người coi ha. Chiếc xe này là anh chủ làm cấu hình full đèn, nâng cấp full đèn luôn mọi người, rất là đẹp và cực kỳ xịn sò ha. Đây là chiếc này. Rồi, bây giờ mình vô phía trong đi, mình xem ở trong có những chiếc xe làm gì nhá. Đây là một ngày làm việc khá là nhộn nhịp mọi người. Anh em cũng đang rất là bận rộn luôn ha. Đậu trong ra ngoài luôn mọi người. Thì mọi người có thể thấy luôn đây ở ngoài này là hai chiếc xe Ford Everest Titanium một cầu ha. Hai chiếc xe giống nhau luôn trắng. Mọi người. Thì em sẽ giới thiệu từng chiếc cho mọi người xem ha. Đây là chiếc xe này, chiếc xe màu trắng mọi người. Chiếc xe này anh chủ xe đến từ Long An. Đó. Thì mọi người có thể thấy luôn ha. Đây cái bàn ghế của mình. Khi mà mình ngã nó sẽ ngã lui được cái một cái khoảng rất là thoải mái, mình ngồi lên rất là dễ dàng luôn mọi người. Còn khi mà ở nứt dinh á, đó thì nó như vậy. Em có thể quay rõ hơn cái góc này cho mọi người xem ha. Đây là khi mà mình ngã, và đây là khi dinh, khi mình chưa có độ lại thì nó rất là đứng mọi người. Mình làm cái này thì rất là dễ ha. Đó, ngã luôn, mình ngồi thoải mái hơn, đó, dễ chịu hơn, đi hành trình dài nó ok hơn mọi người ha. Rồi, tiếp tục bên đó là anh chủ xe cũng làm thêm cho mình đó là một cái bộ thảm, thảm full 5D mọi người. Thì vô trong đây mọi người sẽ xem dễ hơn ha. Đó, thảm full đó. Thì nó sẽ có full lưng nè, full lưng nè, cốp và bốn cái vị trí chỗ ngồi trên này luôn ha mọi người. Đó, đây là một cái màu. Thì cái form mẫu 5D 6D này thì mọi người có thể inbox em gửi mẫu cho mọi người, rất là nhiều mẫu rất là đẹp luôn ha. Mình có thể tùy chọn theo cái màu sắc của xe. Rồi, kết hợp đó thì mình lên phía trên đi ha. Mình giới thiệu luôn cho mọi người. Thì đây, anh làm thêm một cái thảm. Đó, một cái nẹp bước chân. Một cái nẹp bước chân titan mọi người, rất là đẹp. Đó, nẹp bước chân titan nè. Mọi người thấy không? Thì cái nẹp bước chân này ngoài cái việc tăng tính thẩm mỹ thì nó còn giúp cho chúng ta là hạn chế tối đa cái việc mà chạy xước ha. Cái này rất là quan trọng mọi người. Đó, đây là chiếc xe. Ngoài ra ở đây trên đây nữa em muốn giới thiệu luôn, quên. Có một cái camera hành trình. Camera hành trình. Chiếc xe này chủ xe chọn cái camera hành trình Vietmap ha. Đó, Vietmap có báo tốc độ. Rồi, đây là chiếc xe màu trắng đầu tiên. Tiếp tục em muốn giới thiệu cho mọi người đó là chiếc xe Everest mà màu trắng thứ hai. Thì chiếc xe này cũng làm cái thảm mọi người. Ấy cũng làm cái thảm và cái nẹp bước chân titan nè mọi người thấy không? Đó, nẹp bước chân titan. Có cả trong ở ngoài luôn. Rất là xịn. Đó, cái việc mình dán cái này lên đó, mình lên đây nó sẽ không có bị chạy xước ha. Không chạy xước xe. Rồi, bên trong xe thì kỹ thuật viên đang làm cái bộ Androbox. Thì bộ Androbox thì em giới thiệu mọi người nhiều rồi. Thì giúp cho chúng ta cái màn hình chúng ta xài đa phương tiện, giải trí rất là tiện lợi ha. Mình có YouTube nè, có bản đồ dẫn đường nè, có giải trí nè. Ở ngoài ra thì trên Androbox thì nó kết hợp luôn mình cài cái giọng nói với mọi người. Ví dụ mình ra lệnh giọng nói thì trên đó sẽ nhận diện. Ví dụ mọi người cơ bản thôi, mình mở nhạc này kia đó thì mình bấm giọng nói thì nó sẽ phát ra cho chúng ta. Chúng ta có thể theo dõi và mở bất cứ thứ gì mà mình muốn ha. Rồi, đây là chiếc xe này. Ngoài ra thì phía sau cũng làm luôn cái phần ngã ghế giống chiếc xe bên kia luôn mọi người. Rồi, tiếp tục mà mình vô trong đây ha. Hôm nay là một ngày đặc biệt, em có ba chiếc xe màu trắng luôn mọi người và một chiếc xe màu xanh. Thì chiếc xe trong này anh em cũng đang tiến hành làm mọi người. Tiếp tục đến với chiếc xe thứ ba ngày hôm nay em muốn giới thiệu với mọi người. Thì chiếc xe này anh chủ xe vừa nhận xe mới, sau đó qua bên mình nâng cấp dịch vụ luôn. Thì em muốn giới thiệu cho mọi người thì cái gói dịch vụ anh làm là bao gồm những gì ha. Đầu tiên là ba cái món em cũng đã giới thiệu nhiều clip rồi, đó chính là phủ gầm, phủ ceramic đó và dán phim cách nhiệt ha. Đó, cái chiếc xe này cũng làm ba cái gói đó. Cái thứ hai nữa bên trong xe mọi người, em mời mọi người vô trong xe xem cho dễ hơn luôn đi. Đó, thì kỹ thuật viên đang làm đó là cái việc tháo ghế ra. Mình tháo ghế ra để mình làm một cái bộ lót sàn mọi người. Đó, cái lót sàn này em cũng tư vấn cho mọi người rất là nhiều ha. Lót sàn da full này nè. Thì mình tháo ghế ra mình rồi mình lót được full tất cả các ngóc ngách vị trí luôn. Để làm chi? Để cho cát đất nó không bị rớt xuống cái nỉ này. Đó, lâu dài là nước này kia đó, nó không có bị xuống cái nỉ luôn. Nếu mà nước nó thấm xuống cái nỉ này lâu dần nó sẽ hình thành cái mùi hôi rất là khó chịu. Cái thứ hai nữa khi mà mình có lót sàn da này á, mọi người vệ sinh hoặc là dọn rác, dọn đất gì đó cũng rất là dễ dàng. Mình chỉ việc mình lùa cái thôi mình sẽ dọn được ha. Đó, khi anh em nào mà nâng cấp và gắn cái thảm sàn thì mình chú ý anh em nên làm một cái bộ thảm sàn da phía dưới trước. Sau đó ở phía trên mọi người muốn gắn thêm cái thảm gì cũng được, thảm 5D cũng được, thảm cao su cũng được. Nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều mọi người ha. Đó, đây là một cái bần gắn thảm. Cái thứ hai trên chiếc xe này nữa thì là anh chủ xe anh gắn cái bộ camera hành trình mọi người. Đó, trên đây em muốn giới thiệu cho mọi người cái bộ camera hành trình mới luôn. Rất là xịn sò mọi người. Đó, của Vietmap.
Vietmap Speedmap M1. Đây là một camera hành trình cực kỳ mới luôn, mới nhất của Vietmap luôn. Rất là xịn, tích hợp dẫn đường nè, đó, và quay rất là xịn sò, rất là sắc nét. Và báo tốc độ cho mình luôn, đi rất là an toàn luôn mọi người. Vietmap Speed M1 rất là xịn ha. Rồi, một cái option tiếp theo nữa là trên chiếc xe này cũng làm mọi người, đó chính là anh chủ gắn thêm một cái bộ Android Box. Thì Android Box á, thì như nãy em vừa chia sẻ luôn ha, thì nó xài đa phương tiện giải trí. Ngoài ra cái Android Box bên em á, thì nó hiện tại đang tặng thêm một cái bản đồ cũng của Vietmap luôn, nhưng mà là S2 mọi người, bản quyền chính hãng, và tặng kèm cho mình một cái sim luôn để mình xài ha. Anh em chỉ việc qua em cắm vô phát có đầy đủ mọi thứ trên đó, tích hợp xài thoải mái ha, lên mạng được luôn đó. Rồi, đây là một cái option tiếp theo. Cái thứ ba trên chiếc xe này cũng làm á mọi người, đó là cũng làm lại cái chỗ này nè, gắn mấy cái nẹp chân á mọi người, những cái nẹp chân ở chỗ này ha, những cái nẹp chân đây để bảo vệ các cái vị trí sơn của nó hay dễ chạy mọi người đó. Rồi, tiếp tục ở phía trước. Ở phía trước thì trước đầu xe này thì anh chủ xe cũng làm thêm một cặp bi gầm để hỗ trợ tăng sáng thêm ha, cặp bi gầm ở vị trí này đó. Anh đi một cái màu vàng luôn mọi người để hỗ trợ chúng ta đi sương mù được, và mình đi trời mưa vẫn rất là ok ha. Rồi, trên đây là một ngày chia sẻ về công việc của anh em vừa ô tu. Trong những ngày mà anh em nhận xe mới rất là nhiều ha, bên mình cũng làm cũng khá là bận rộn, thì anh em nếu mà có nhu cầu về tư vấn thì em luôn sẵn sàng lắng nghe mọi người, các anh chị, cô bác, cô chú có thể inbox và liên hệ ngay cho em có thể tư vấn cho mọi người một cái gói dịch vụ phù hợp nhất cho chiếc xe Ford Everest đời mới này ha mọi người. Nếu mọi người có nhu cầu nâng cấp dịch vụ thì có thể gọi ngay cho em là Kiệt, em đến từ Pro Auto. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nha, xin chào.